Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy gửi lời chào tất cả quý khán thính giả một buổi sáng thứ năm hôm nay là ngày cuối tháng 11 và gửi lời chào Ngọc Lan ngày hôm nay. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị sáng nay vào Ngọc Lan hỏi chứ mình nên đưa bản tin liên quan tới một trong những đại sứ Hoa Kỳ và đồng thời là một cố vấn an ninh quốc gia cho hai đời tổng thống một người vô cùng quan thuộc với chiến tranh Việt Nam Henry Kissinger vừa qua đời hưởng thọ tới một trăm tuổi là một Dạ, Ngọc Lan yeah. uh, Ngọc thật... là mà cũng để ý biết cái ông này luôn đó ha. Thực ra đó khi mà thế hệ Ngọc Lan <laughs> lớn yeah. lên sau bảy mươi thì trong một số sách mà mình học về lịch sử ở uhm. Việt Nam khi được dạy về chiến tranh Việt Nam vân vân thì có nhắc đến tên ông này uh, Henry Kissinger uhm. mà Ngọc Lan nhớ cái lúc nhỏ mình học á thì khi mà nhắc đến ông này á cũng những cái 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 cách nhắc ở trong sách sử nó không có không phải là một người ghét đâu à, nhưng mà bây giờ khi mà ông qua đời đọc tin tức từ ngày hôm qua hôm nay thì ngay từ đầu Ngọc Lan đã hỏi Anh Thụy, ồ oh, Anh Thụy ông này khi mà ông qua đời đó là đối với người Việt Nam đó yeah. có hai cái dòng đánh giá về ông khác nhau một phía đó thì chửi ông thậm tệ nhưng yeah. mà phía ở việt nam hiện bây giờ đó thì dường như là ca ngợi ông rất là nhiều mm. à, những cái bài báo xuất hiện đầy ở trên báo chí trong nước à, nói chung là viết bằng một cái cái giọng văn khác không phải là yeah. à, giọng văn kiểu như là thù địch thì đó là cái điều mà ngọc lan à. nhưng mà ngọc lan à, khi mà đọc cái mà người ta à, để ý nhiều nhất người ta nói nhiều nhất là liên quan đến cái giải thưởng nobel lần đầu tiên ở trong lịch sử mà giải thưởng được trao cho hai người yeah. đó là ông henry kissinger và ông lê đức thọ uh -huh. nhưng mà ngay lúc đó thì ông lê đức thọ là ông từ chối nhận giải yeah. thưởng này ông uh, kissinger lúc đầu nhận nhưng sau đó uh, vài năm sau đó thì ông cũng viết cái thư ông đó ông gửi trả lại cái giải yeah. thưởng này tuy nhiên cái bang mà trao giải thưởng nobel đó họ không có nhận lại cho nên yeah. à, cái giải thưởng nói chung là nó nó rất là giải uh, Nobel yeah. Hòa bình bởi vì những nỗ lực của ông được gọi là tìm cách giải quyết chiến tranh Việt Nam một cách êm thấm à, phía Hoa Kỳ lúc đó quá nhiều các áp lực nên cho nên quyết định của Henry Kissinger được xem là đúng đắn một điểm đáng chú ý đó là bởi vì là một người gốc do thái bị rơi vào một trong những nạn nhân của bọn Đức Quốc xã diệt chủng. Cho nên bản tin nói rằng kể từ khi mà ông <laughs> quay trở lại Đức, tức là rời bỏ nước Đức năm 1938, sau đó quay trở lại nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Và cái lần mà ông quay trở lại nước Đức đó lại là một binh sĩ của Hoa Kỳ trở lại. Và bởi vì ông sang đây, ông nói rằng chúng tôi nhìn thấy cái tình trạng mà người do thái diệt chủng nhìn thấy cảnh cảnh đau thương đó, cho nên trong lòng của ông theo um, tiểu sử hồ sơ viết đó, ông nguyện trong lòng đó là sẽ tìm cách tạo nên hòa bình cho khắp thế giới. Ừ. Thế nhưng một cái điều oái oăm là tạo hòa bình nhưng đổi lại đó ông lại là người nằm trong danh sách tội phạm chiến tranh yeah. của thế giới. Ừ. Cho nên bởi vì sao là cố vấn an ninh quốc gia ông nói rằng chúng ta đang rơi vào cái tình trạng đương đầu với Trung Quốc với Nga à, liên xô đó cho nên Hoa Kỳ phải tìm cách có quyền lực tạo nên cái sự ảnh hưởng với nhiều quốc gia khác và từ đó ông dẫn đến việc mà xen lẫn vào cuộc chiến tranh ở Nam Dương ở Chile và những quốc gia khác nữa mặc dầu những quốc gia này về sau lại là đồng minh vô cùng của Hoa Kỳ Ừ. chúng tôi sẽ gửi thêm các nhiều rất nhiều các chi tiết về Henry Kissinger trong phần tin tức đỏ bật chiều nay với Đinh Quang Thái. Nhưng mà à, như Ngọc Lan vừa nói đó rõ ràng à, tạo trong dư luận người Việt Nam Cộng hòa ghét ông bởi vì à, không nước nước Mỹ thực sự đó đó là cái cố vấn của ông, ông là một người nhìn xa hiểu rộng. Ông nói rằng nếu mà à, Nixon làm cố vấn an ninh quốc gia cho Nixon nếu mà không có giải quyết chiến tranh Việt Nam đó, là mình tiêu bởi vì cái ảnh hưởng bây giờ quá lớn và à, chưa kể là à, mình sẽ bị ảnh hưởng thêm nữa. Thà là bắt tay với Trung Quốc, nhưng mà bắt tay với Trung Quốc thì phải buông Việt Nam. Ừ. Cho nên phía Trung Quốc sáng ngày hôm nay gọi ông là một người bạn già và bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ và thương tiếc với sự ra đi của Henry Kissinger. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái dư luận ở trong nước đó. À, à, cái ông cố gắng đạt được cái thỏa thuận hòa bình trong cái hiệp định Paris 1973. ba, yeah. Nhưng mà ừ. sau đó đó thì làm, làm cho có người ta nói ô làm đúng cho đúng có đúng để để Việt Hoa Kỳ giúp lui cho Việt Nam cho nó cho nó nhanh đi. Đúng. Thì nhân cơ hội đó uh, cộng sản miền Bắc mới tấn công vào phá bỏ cái hiệp định nó không tôn trọng cái hiệp định Paris đó. Dạ chứ là lúc đầu là tưởng vào thời điểm đó là chiến tranh kết thúc. Yeah, nhưng mà nhưng sau mà đó phải... thì kéo dài cho yeah. đến năm 1975. Ừ. Nhưng mà chiều nay thì anh Thủy sẽ có thêm phần tin tức nhưng mà th thật sự khi mà đọc về tiểu sử của ông này á, mình cảm thấy là ngưỡng mộ từ một người yeah. mà uh -huh. do thái thoát khỏi uh, trốn khỏi nước Đức, thoát khỏi Đức quốc xã sang Mỹ, rồi đi lính, khi yeah. mà đi lính xong mới trở về đó thì lúc đó nước. các trường đại học ở Mỹ bắt đầu là rất là giống như là chào đón những người binh sĩ uh -huh. đó lôi kéo về trường mình của mình thì ông chọn đại học Harvard Có những đúng. điểm yeah. về cá nhân Henry Kissinger uh -huh. chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ít ai để ý tới lắm, nhưng mà chiều nay quý vị theo yeah. dõi sẽ có thêm chi tiết. Là. Ok. Dạ, giờ mình chuyển sang phần tin cá. <laughs> Sáng nay uh, chúng tôi vào đọc mấy một cái bản tin thì cũng vui vui bởi vì California hôm nay có những nhà hàng ngon nhất nước Mỹ. Wow. Mà mình cứ tưởng đó nhà hàng đó vào là đắt đỏ lắm. Thực sự anh trước đây đó trong cái danh sách Michelin Star đó thưa quý vị. Thì mình cứ tưởng nó là muốn đặt nhà hàng này phải khó khăn thực sự chúng tôi đã cứ hàng năm liên tục thì họ đưa ra những cái danh sách trong đó có những nhà hàng ở Los Angeles có một hai sao Michelin mình cũng muốn tò mò đi ăn thử đặt chỗ đó không có chỗ Ngọc đặt rồi. hoài luôn 3 tháng 6 tháng cuối cùng mình bỏ cuộc bởi vì uh, lái xe rất là mất công kẹt xe đủ hết mà lên đó ăn có bữa mà một một lần như vậy đặt là 250 đồng một người với với trong những cái hãng thế cho nên mình bỏ cuộc nhưng mà ngày hôm nay thì <laughs> những ai mà À, yêu chuộng nhà hàng đó, thì đây là cái danh sách trong đó có một nhà hàng mà chúng tôi thấy cái giá nó cũng nhẹ nhàng lắm 10 đồng hai đồng ở Auckland nha ừ. yeah. để bờ giới thiệu quý vị trong số những cái danh sách này và đây là nhà hàng uh, uh, Pomet ở Auckland trong uh, nhẹ nhàng uh, dễ thương uh, và trong đó họ nói uh, đầu bếp uh, lại uh, có những cái món ăn Asian Châu Á nữa và pha trộn nhà hàng rất lịch sự uh, đẹp mà chỉ có một dollar sai thôi. Tuy nhiên buổi tối khi mà hôm nay danh sách này được đưa lên rồi đó, thì cái chuyện mà có vào có chỗ hay không lại là cái chuyện khác. Thì có những nhà hàng họ, nếu mà nhà hàng lớn đó, thì họ đặt chỗ cho quý vị. Còn có những nhà hàng nhỏ nhỏ như thế này đó, thì first come first serve, ừ. ai tới trước thì vào trước chứ không có nhận đặt chỗ bởi vì nó quá đông đi. Và với tin tức này thì chắc chắn những nhà hàng trong đó có nhà hàng ở phía Nam California nữa nằm trong danh sách những nhà hàng ngon nhất nước Mỹ ngày hôm nay. Khi nào thì mình sẽ có những nhà hàng ở ngay vùng Lido Sài Ngọc Gòn này xuất hiện phải ở trong làm đó. Một chương trình yeah. Việt bao la, Việt bao la luôn cho cộng đồng Mỹ. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo quý vị. <laughs> Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. Nơi duy nhất bán vàng bốn số chín của hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy một bốn sáu chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy và bảy một bốn bốn Phải sáng trở lại với tất cả quý khán giả trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến danh sách của những nhà hàng ngon mà không có phải là Michelin Star. À, tuy nhiên tại California này niềm vui năm nay đó, niềm vui năm nay là có ba nhà hàng từ Bắc chí Nam, đúng là Bắc chí Nam luôn nữa là nằm trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất nước Mỹ. Và điểm đáng chú ý đây là hình ảnh của nhà hàng mang tên Mansky cho nên mỗi khi mà có tìm hiểu thấy được những địa điểm nào vui hoặc là nhà hàng ngon giới thiệu đến quý vị bởi vì cá nhân chúng tôi ngọc lan cũng rất là thích đi tìm hiểu à, đây là à, trang trí phong cảnh nó khác hoàn toàn so với nhà hàng pom Palm, um, pomet của Auckland khi nãy thì nhà hàng này không biết được làm sao mà đặt chỗ <laughs> cũng khó à, chủ nhân nhà hàng là một trong đồng chủ nhân À, tên là Mansky cho nên họ chọn ý cái tên cũng rất là hay Mansky à, chủ nhân cho biết là là mỗi một tuần họ thực đơn chỉ có 10 món thôi và thay đổi thường xuyên wow. cho nên thực khách thường xuyên đến đây những người khá ừ. <laughs> họ muốn ngồi yên một chỗ ăn một không khí rất là dễ thương Đúng quý vị hả nhẹ nhàng à, và đây là một trong những món ăn à, một lần lấy một cái ăn bỏ vào miệng cái là nó, nó tan luôn <laughs> Ví dụ như thế kỹ. Ừ, thì uh, đó là nhà hàng ở LA xếp hạng thứ ba của nước Mỹ hãnh diện ghế wow. chứa cả nước Mỹ mà xếp hạng thứ ba lẽ đương nhiên trong danh sách New York vẫn number one không thể nào mà thoát khỏi New York được cả đến New York là có những cái nhà hàng tuyệt vời nhất có thể so sánh trên thế giới luôn nữa New York vẫn nằm trong những, uh, danh sách những nhà hàng ngon nhất thế giới uh, Kế đến đây bên phía trước của nhà hàng Mansky đẹp ghê. À, kế đến là San Diego cho nên nãy chúng tôi nói từ Bắc chí Nam mà như thế. Uh, San Diego có một nhà hàng tên là American English. American English cho nên hỗn hợp các uh, thứ ăn của English um, của Anh với với uh, Mỹ đề huệ ở San Diego. Quý vị tò bò thì uh, có thể vào trong uh, đi tìm hiểu ở trên mạng những nhà hàng ngon ở California này. Cũng không có xa chúng ta lắm. Nếu quý vị xuống San Diego thì thử nhà hàng ở dưới đó, còn đi LA thì Mansky. Lên trên San Francisco thì chịu khó đi Oakland đến nhà hàng Pomet Và wow, hồi nãy anh, anh Thụy để cái hình cái món gì mà nó có có một chút xíu siêu đó. Đấy. Ở trong đó Ngọc Lan phải cố gắng Ngọc Lan nhìn kỹ bởi vì nhìn cái đó thì tự nhiên chợt nhớ là À, cách đây cũng um, vài năm rồi ở trong một cái lần mà cũng đi làm phóng sự ở las vegas anh Thụy nguyên yeah. một cái chuỗi nhà hàng season họ mời á để mà họ giới thiệu những cái trong cái chuỗi đó những cái nhà hàng mà nó ngon nhất của las vegas mm. họ lại nhớ vô một trong đó họ đem ra một cái phần ăn trời ơi như, yeah. nó như họ đặt dân trên một cái muỗng vậy đó chỉ yeah. có một chút xíu xíu thôi mình cầm đút là đút vô miệng cái là hết liền là một món 35 đồng rồi. không nhớ tại vì <laughs> đó mình không có trả tiền nhưng mà nó 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 một có chút chút, chút 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 vậy nè nhưng mà nó là đắt Thế okay. cho trên cái khổ đây đó ăn ngon đó là phải ăn ít ăn, ăn kiểu ít cung ít đình công, Huế đó họ làm cái đĩa thật to ở trong đó có, có đúng chứ một... <laughs> yeah. nhưng mà trang uhm. trình bày mới thấy là cái công phu bởi vì thưa quý vị cái nước sót mà họ vẽ lên thôi đó cũng mất bao nhiêu thời giờ để thử phải không? Yeah. rồi cái 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 cọng rau đó đôi có những nhà hàng họ trồng phía sau nhà mỗi ừ. một ngày phải đi hái ra và để và họ nói rằng cái cái giá mà họ bỏ ra cho những cái nguyên liệu đó vô cùng đắt nó không phải là mình nói rau rồi hoặc cái cái lá cọng cải là như thế đâu họ trả nhiều tiền lắm để đại, để có được cái phần đó ngon nhất của cả một vườn rau ví dụ vườn rau họ hái đó một trăm cái cải bẹ xanh thì có một bẹ xanh ngon nhất thì dành cho những nhà hàng dám ừ. trả Tắt nhất yeah. thì đó là lý do họ chặt nó nhiều tiền đến như thế khi nào mà mình mình đến một cái mức mình kiếm đủ tiền để mà mình thưởng thức cái đó thì quý vị sẽ thấy Ngọc Lan là sẽ mình hiểu được là đủ không, tiền Ngọc Lan nghĩ là mình sẽ hiểu được tại sao ví dụ mình nó trời ra mua nguyên một bó cải như vậy mà tại sao họ, <laughs> họ chỉ có một nhánh chút xíu họ để đúng, vô đó. họ tính Kinh nó có nhiều không? cái rất là khó như anh tụy nói người ta chỉ đặt mua đúng cái đó thôi thì thì, thì <laughs> có những cái danh sách đó có những cuốn sách họ nói à, những bức tranh trước khi quý vị chết quý vị phải xem ừ. những uh, chai rượu hoặc là những thức uống trước khi chết phải uống thì có những nhà hàng trước khi chết nên ghé qua có những món ăn trước khi ghé qua à, trước khi chết ghé qua Ăn thử à... một đời một, một lần Thưa quý vị, uh, trở lại với uh, những uh, tin tức liên quan đến đời sống không nó diễn ra hàng ngày trong đời sống mặc dù nó không có vui vẻ chút nào hết. Ừ. Thì tối ngày hôm qua khoảng 11 giờ đêm ngày hôm qua thì cảnh sát đã phải uh, nổ súng vào một người phụ nữ còn rất là trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi thôi, ở uh, khu vực uh, uh, cái khu phố người đại hàng á ở Eulley, uh, uh, Korea Town. Lý do đó là cảnh sát được gọi đến bởi vì họ đang thấy người phụ nữ này, cái cô này mới 20 tuổi, đang cầm dao để tấn công một người đàn ông. Yeah. Mặc dù là cái việc mà cái người mà nạn nhân á bị thương cũng nhẹ thôi nhưng mà trong đó người ta thấy là tình huống nguy hiểm mà đối với cảnh sát những người mà cầm dao á là luôn luôn đối với họ đó là một cái hành vi rất là nguy hiểm thì cảnh sát nổ súng nhưng mà không phải là bắn chết mà bắn cô này bị thương bắn vô tay rồi sau đó thì uh, cái hình ảnh cho thấy là cảnh sát đang uh, bắt được cô này rồi còng tay mà trong lúc đó thì cô này nói chung là không biết tinh thần cô như thế nào yeah. cũng cự cãi với cảnh sát uh, cái này mới diễn ra vào tối ngày hôm qua lúc 11 giờ thôi. Tin tức bây giờ thì chưa cho biết thêm chi tiết là lý do giữa cô gái này và cái người đàn ông kia có cái quan hệ gì hay không. À, mặc dù là cái người kia bị thương nhẹ rồi thả đi nhưng mà cô này thì bị bắt. Chúng ta sẽ chờ thêm thêm chi tiết. Nhưng mà từ cái vụ cầm dao này mới thấy rằng là khi mà cảnh sát tới nhà mình nghe nhiều câu chuyện rồi mà người ta không hiểu vẫn cầm dao không buông dao xuống thì cảnh sát sẽ nổ súng. Cũng tại uh, hollywood los angeles cũng xảy ra một người làm trong ngành feed điện ảnh đang có vợ sắp cưới sống chung nhà ở wilshire boulevard con đường ừ. wilshire thì uh, hiện nay cảnh sát đang mở cuộc điều tra một người phụ nữ vô gia cư đến sáng ngày hôm nay họ nói rằng cái người này chắc sống trong cái xe từ cả lâu lắm rồi không biết vì lý do nào nhắm vào anh này bắn chết ừ. anh luôn Yeah. chúng tôi sẽ có thêm chi tiết gửi đến quý vị. Thế nhưng những ai đi du lịch và đến Laguna Beach, chúng tôi vẫn thích thỉnh thoảng ghé xuống đây đi dạo một vòng, đi ăn rồi đi dạo biển để cho nó nó xa quận Cam một chút xíu. <laughs> à, ngoài Huntington Beach, nhưng mà Laguna Beach nó đẹp một cái đó là quý vị chung quanh ở trong là có shopping mall, rồi có nhà hàng, có tiệm kem rất là ngon. Có đi dọc theo biển, đi. nó tình tứ, nó lãng mạn. Mặc dù bây giờ nó đông lắm. Thì nguyên một cái đoạn đường của đoạn bãi biển Laguna Beach kéo dài xuống tới Montage Tức là nơi có cái khách sạn rất đẹp ở đây Trong vài ngày qua không biết hôm nay mở cửa lại chưa Nhưng mà từ hôm thứ hai họ đóng cửa Tin tức cập nhật vào ngày hôm qua thì lực lượng tuần duyên và cơ quan y tế của quận Cam họ nói rằng 95.000 ga nước thải dơ nó, nó bị dò dỉ Thường thì có những cái ống cống nó chạy ra ở xa thưa quý vị Thế nhưng không biết vì lý do nào nó bị bể, nó bị dò dỉ Cho nên đây là cái đoạn biển mà họ nói rằng đã cấm du khách chạm tới biển Nha yeah. Quý vị có thể ngồi ở bãi biển nhưng mà không xuống đây tắm được bởi vì nước nó dơ và để bảo vệ và an toàn sức khỏe cho cộng đồng thì họ nói rằng không nên đụng vào nước họ sợ là như thế bởi vì trong đó có vi khuẩn vi trùng vân vân thì kết cả cái đoạn bãi biển này đã bị đóng trong cả gần một tuần lễ vừa qua chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Thủy trả lời với quý vị. À, ai là người ai là nạn nhân của Google Maps giơ tay lên. <laughs> giơ tay lên. Một đi lần cũng đã cũng đi. từng rồi. Đã từng từng lâu rồi chưa, trước rồi, bị rồi, bị, Tôi dẫn, bị dẫn đi uh, lòng vòng ở Las Vegas uh, như hai lần. Ô, <laughs> oh, bị Las Vegas à? Ra khỏi Las Vegas trên đường chạy về đây á, vừa ra khỏi một chút Mắc gì kia nó cứ dẫn chạy vòng vòng ở trong một cái 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 chỗ đó gần nửa tiếng đồng hồ. Vậy, nạn nhân này đỡ hôm nay nè KTLA lại đưa ra bản tin nói rằng những người đi Thanksgiving mới vừa về đó bị dẫn đi hai tiếng đồng hồ đi vào chỗ hư vô, bản tin, bản tin nói là go to the road to nowhere đi vào chỗ hư không chỗ hư vô luôn mà đến dẫn đi vòng vòng chúng tôi đã từng bị rồi đi tìm một cái địa điểm đã, đã từng kể cho quý vị nghe đi tìm một cái địa điểm cũng uh, trên đường uh, đi uh, gần với vegas thì nó dẫn đi vào trong cái đồn nhưng mà đỡ cái lần nó đi đó đi vào trong cái đồn điền trồng cái cây hạnh nhân đó, ờ. ở ở trên cái vùng yeah, đó cũng chạy vòng vòng thì cũng đỡ nhưng mà bực quá chạy một vòng mập quý vị không có thể tưởng tượng chúng tôi nhìn gigabat nó nói rõ tức là mình cách đó khoảng chừng nửa dặm thôi trên đó có một cái điểm để chiếc xe chạy tới mà mình nhìn tới cái điểm đó đó, cái chỗ mà Google Maps nó chỉ đó, nó lại là một cái tòa tháp anten, <laughs> không phải là cái địa điểm mình muốn tìm hiểu. Mà cũng dáng chạy vào, nghĩ rằng có thể nằm ở đó. Thì đây là những nạn nhân, hôm nay họ kể lại đó, là trên đường từ Vegas về lại Los Angeles. Thì họ, xe quý vị biết mà, ngày lễ mà, cho nên phần lớn đó, chiều um, hoặc là sáng chủ nhật, phần lớn là người ta về bằng chủ nhật đi chơi cuối tuần thứ sáu thứ bảy chủ nhật lái xe về thì chỉ có chết thì bây giờ đây là những nạn nhân mà họ nói đi vào họ nói không phải là một mình họ mà khi mà họ chạy vòng vòng rồi nó, nó đi vào một cái chỗ nó không biết là có phải là cái con đường đã được công binh Hoa Kỳ họ làm cái con đường mòn để cho xe của công binh chạy vào hoặc là cái khu đất như thế nào mà xe này cứ cấm nhau họ nói cả trăm chiếc cấm đầu vào cái con đường đó thì hỏi ra tất cả các tài xế này đều nói là do Google Maps đến độ ngày hôm nay thì à, tổng giám đốc Google Maps và bên phía đặc trách về à, bản đồ đó đã phải đưa ra lời xin lỗi và họ nói rằng họ đã chỉnh sửa cái mục tiêu không biết làm sao chỉnh sửa được bởi vì Google Maps mà à, họ chỉ muốn đi tìm con đường tắt thì cuối cùng thì những người lái xe từ Las Vegas và kể cả những người từ Los Angeles lên Las Vegas thì cuối cùng bây giờ họ nói rằng quý vị đừng có trông đợi để đi tìm những cái con đường tắt không nên bởi vì nó rất là nguy hiểm à, ít nhất là lúc mà à, họ di chuyển mà bị đi vòng vòng kiểu này mất 2 tiếng đồng hồ đó là họ ban ngày và họ có những chiếc xe khác chứ tưởng tượng nếu quý vị đi vào ban đêm một mình mà nó rơi vào các hoàn cảnh này thì rất là phiền đó cho nên à, cuối cùng thì à, rút kinh nghiệm những người này nói tôi sẽ không bao giờ đi vào những cái chỗ xa xôi và thậm chí quý vị đi từ đây lên uh, San Francisco hoặc là San Jose đó mà vì lý do trên đường mà kẹt xe thì cũng chớ nên đi tìm cách đi đường vòng mà phải đi được nếu mà đi đường vòng thì phải đi những cái con đường chính có xa lộ hoặc những cái con lộ chính đàng hoàng chứ còn đi mà cứ dựa vào Google Maps thì nó nguy hiểm vô cùng. Yeah. Uh, thưa quý vị hồi nãy anh Hoàng Trọng Tụy có nhắc đến một cái vụ nổ súng một người đàn ông nổi tiếng ở khu vực Los uh, uhm. ở khu vực Hollywood đó bị bắn chết. thì bây giờ những cái tin tức mà cảnh sát công bố đến ngày hôm nay cái vụ nổ súng này là xảy ra từ hôm thứ thứ ba. Uhm. hôm nay thì cảnh sát đã xác nhận rằng cái người mà bị bắn chết, bị một cái người, một phụ nữ homeless bắn chết. Đây là một người hoạt động từ thiện, một nhà từ thiện rất là nổi tiếng ở khu vực uh, Hollywood. Anh này tên là Michael late 33 tuổi. Nói rằng ông này đó là người mà sáng lập nên cái tổ chức là Live with Love vào năm 2019 và cái tổ chức từ thiện này nó thu hút rất là nhiều những cái người mà giàu có ở khu vực Los Angeles Hollywood Đại tham gia nổi vào. Tiếng nhiều lắm yeah. thể thao. Um, không chỉ vậy anh trai của um, Michael Lett là cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực mà điện ảnh rồi mẹ kế của anh á lại là người làm trong cái lĩnh vực à, về về sản xuất mà liên liên quan đến uh, phim uh, gọi là cái tổ chức gọi ừ. là Sun Dance. Mà bà này có thể là được đề cử giải Oscar cho cái kỳ tới Có nghĩa là yeah. trong một gia đình rất là danh giá ừ. ờ, Nhưng mà tại sao mà anh này lại bị một người homeless bắn chết Thì những người hàng xóm đó Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ chiều của ngày thứ ba Thì bây giờ khi mà cảnh sát tới nơi á thì cái người bắn cái bà phụ cái bà đó bà vẫn đứng ở ngay gần cái xe của bà đó wow. mà cái xe nó đậu á thì ở gần cái khu vực nhà trước nhà của uh -huh. anh michael này thì người hàng xóm họ nói rằng là họ nhìn theo camera thấy đó là lúc này anh này bước ra đứng nói chuyện gì đó với người phụ nữ kia ừ. thì có thể người ta đoán rằng là anh đề nghị bà đã chạy cái xe đi chứ không có đậu ở đó vì không biết lý do gì thì bà đã nổ súng thì bây giờ cảnh sát vẫn đang điều tra cái người homeless đó bị bắt và cái số tiền để tại ngoài hậu tra lên đến 3 triệu đô la đã homeless rồi thì dĩ nhiên sẽ không yeah. có tiền để mà bảo đó lãnh ra đúng. ngoài nhưng mà người ta vẫn đưa ra như vậy nhưng mà cái chết của Michael này là một cái cú sốc đối với tất cả những ai mà biết uh, liên quan đến uh, ông trong cái vai trò là một nhà từ thiện đó thì nó nhiều cái vụ mà nổ súng đã liên quan ở trong thời gian qua thì để nhường cho Mô anh thủy hả? chọn một Độ. cái bản tin khác nó không liên quan đến nổ súng đi tại vì Thế tin tức của ngọc lan lại liên quan đến nổ súng nữa nổ súng hả? Tìm luôn như một trên... <laughs> Nó cái này thì nó cũng là nổ xuống và cũng là nhắc nhở cho những ai khi mà chúng ta lái xe về nhà đó thì nên cẩn thận bởi vì ông này thì bị uh, cũng nổ súng bắn chết vào uh, tối ngày hôm thứ ba ở San Dimas cũng một Rình khu vực LA. Đi theo phải không? Cảnh sát cũng cho rằng có lẽ theo những gì mà cảnh sát quan sát ừ. và thu thập được á thì có nghĩa là uh, người đàn ông này 42 tuổi thôi. Trên đường lái xe về đã bị kẻ gian theo dõi rồi đến khi mà anh ta dừng lại ở trước nhà thì đã bị bắn chết bởi vì khi mà thay cái xe của của anh này á thì nó bị lục tung rồi bị mất đi một số đồ đạc nên uh, có những cái này vụ cướp đã được theo dõi từ Đúng trước. Thưa quý vị uh, ngày hôm qua chúng và liên tục trong mấy tuần lễ đề cập tới việc mà số người vào Cali, số người rời California Hôm nay có số liệu chính thức không phải từ cơ quan à, từ tổ à, công ty Redfin, công ty về địa ốc nhưng mà của à, California à, họ cho biết được trong thời gian qua đó số người rời khỏi California vẫn nhiều hơn số người vào đây ừ. và cái mức mà gọi là di dân nhập cư vào California thấp nhất nước Mỹ họ nói vì bởi vì tính từ cái con số người rời bỏ California với người vào á và cái con số này uh, cho thấy rằng là trong tương lai cái vấn đề người nhập cư nếu mà không có đón tiếp người di dân từ ở bên uh, biên giới Mexico vào đó thì California sẽ thiếu hụt nhân công trầm trọng và đó là lý do một lần nữa California dự trù lại nâng mức lương căn bản lên thêm nữa chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi chương trình này được bảo trợ bởi Chin và kim thu chơi nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ việt nam bảy một bốn và bảy một Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Thời sáng trở lại với tất cả quý khán thính giả, tối ngày hôm qua lại có thêm một chuyến xe bus thứ 30. Bởi vì 29 lần họ nói 29 lần không biết bao nhiêu chiếc xe bus từ Texas đưa di dân ở đường biên giới đến Los Angeles thì à, tối hôm qua họ chào đón và sau đó xuống xe bus xuống đó, thì mạnh ai nấy đi hoặc là có người ở lại tìm cách thủ tục và có lẽ đương nhiên các nhà thờ các tổ chức thiện nguyện đứng ra để hỗ trợ những di dân này À, tin tức này đi vào thời điểm California đang thiếu di dân, đó, thưa quý vị, thực sự là như thế. Bởi vì nằm trong số 11 tiểu bang của nước Mỹ trong năm 2022 và họ nói tính luôn cả năm nay luôn nói chắc chắn là cái số lượng di dân người nhập cư vào California cùng với 10 tiểu bang khác bị thấp. California là thấp nhất. Đó. À, tuy nhiên, điểm mà đáng lưu ý đó là à, tưởng rằng, như chúng tôi đã trình bày ngày hôm qua, tưởng rằng người dân california sẽ bỏ sang texas nhiều cái chuyện đó đã từng xảy ra trong cái thời đại dịch có những cái tin tức đó nhưng bây giờ đã cái số người mà từ texas lại vào california cao nhất nước mỹ luôn cao nhất vì lý do họ nói khác biệt giữa tiền lương và chúng tôi nhìn vào cái số cái bảng lương đó mới thấy là cái sự khác biệt quá lớn bởi vì nếu mà ở Texas á, thì những người Millennial này là những người mà sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 80 cho đến năm 2000 đó. Họ tìm thấy ở California này lương của họ trung bình là 73.000 một năm. Một cặp vợ chồng ở Texas sang đây là một trăm mấy chục ngàn. Thì đó ô oh, nếu mà làm được tiền như thế đó thì chúng ta thứ nhất á, là hưởng được cái đời sống ở California quá là tuyệt vời. Thứ hai nữa, khí hậu thứ ba đó, đời sống um, nó tốt hơn, à, học khu trường tốt hơn. Chính vì thế mà họ đồng ý để dọn đi hơn 43.000 người trong thời gian qua. So với mức lương ở Texas, đó, nó chỉ có vào khoảng 57.000. Đây là mức lương chính thức trong năm nay được ghi nhận 57.000 ở Texas, nhưng mà sang California lên tới hơn 73.000 còn có những cái công việc mà kiếm được cả trăm ngàn nữa bởi vì số người dọn vào California đã phần lớn là dọn lên miền Bắc California thưa quý vị. À, Ngọc Lan có thể tưởng tượng đó thủ đô Washington tức là mình hay gọi là DC đó cái số lượng di dân nhập vào đây cao nhất nước Mỹ. California là chỉ có 11% mà DC lên tới 40 gấp 4 lần. 43% cho nên một người mà vào Cali đó có đến 4 người vào Washington DC vì công ăn việc làm Và họ sẵn sàng, đây là những người mà um, vừa ra trường Hoặc là những người mà họ thấy tìm được những cái công việc rất là tốt Với lại đời sống ở DC mặc dù nó đắt đỏ đó Nhưng mà đô, khu đô thị và thưa quý vị là trung tâm của chính trị của nước Mỹ nữa Thì đó là những cái số liệu liên quan đến di dân à, Còn quý vị ở tiểu bang nào thì à, phải xem có cái tình hình di dân của mình ở nơi đó như thế nào À, thưa quý vị nếu những ai sống ở gần Lý đô sài gòn đó thì trong thời gian qua nhiều năm qua luôn quý vị đều biết có cái tình trạng gọi là à, mình gọi là gì cây tặc tức là những kẻ mà <laughs> chuyên môn đi đến nhà người ta để ăn cắp ăn trộm những cái cây trồng đó cây đủ loại cây nha cây ăn trái có cây hoa có vân vân thì bây giờ ngày hôm hôm qua đó Uh, cảnh sát uh, ở Orange County đã ra cái thông cáo báo chí cho oh. biết là họ bắt được một người đàn ông mà ông này là sống ở, ở vai khu nhà giàu đàng hoàng, lại đi chuyên môn ăn cắp cây ở trong cái vườn uh, gọi là Roger Garden ở um, Newport Beach. Nói cái vườn này là cây quý hiếm, hả? Cây, yeah, những cái cây, cây đẹp, cây uh. quý hiếm thì camera của cái nhà cái nhà vườn này á họ ghi nhận được là ít nhất là bốn lần cái người đàn ông đó, đó đã lẻn vào đây rồi mỗi lần là lấy lấy cắp cây ra có khi ông còn đứng là ông chụp hình mấy cái cây khác nữa thì những cái camera đó người ta thấy là như vậy rồi cuối cùng thì cảnh sát bắt ông ở ngay nhà ông thì ông này nói rằng là ông có một cái niềm đam mê với lại những cái cây quý rồi ông đi ăn cắp về để ông trưng ở trong cái sân vườn sau nhà ông á có đó. nghĩa không mua mà lại đi ăn cắp mà lại một mùa niềm đam mê như vậy mà nhà lại ở cái khu nhà giàu ở khu ở vai là khu nhà giàu nữa cho nên cái ông này không biết là có bị tâm thần không thì số cây mà ông ăn cắp được từ cái vườn Rogers Garden này á, là khoảng 8.000 đô la thôi nhưng mà 8.000 đô la thôi, thôi đó hả số cây 8 đô la. anh thấy đối với người Việt Nam mình á những người mà người ta thích trồng cây ăn trái đó họ có thể họ mua những cây sapuche hay cây yeah, mãng cầu á gần cả ngàn đồng dữ vậy hả à? cả Tôi... ngàn đồng cho nên á cái chuyện cái mà ngọc lan nó tám người... ngàn thôi tức là cái so với người việt đồng. nam mình cho nên nhiều nhà vườn họ nói rằng những người mà chịu chi cái tiền bỏ ra mua cây màu da mắt là người việt nam nha tức là những cây ăn trái đó nhiều cái cái cây, cây nó có bé tí chút xíu thế, thôi là cốc. đã vài trăm đồng rồi họ vẫn mua cho nên những cái cây mà người ta trồng nó to to hơn mà nó ra trái liền nhiều người xây nhà xong muốn nhà mình bước vô là phải thấy được là có cây ví dụ như cây bản cầu cây mà có trái chè, cây sau buông dây có trái để là cho nó vui họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra số tiền trên cả ngàn đô la để họ mua là bình thường cho nên ông này đam mê trồng cây đam mê cây quý nhưng lại đi ăn cắp thôi ừ đúng tôi, tôi đến nhà mấy người bạn thấy có nhiều cái cây mai quý vô cùng mà không biết sao nó trồng được california khó trồng lắm mà ông nó, nó, nó nói là ra hoa cũng không có nhiều như ở việt nam và trồng khó lắm thưa quý vị ơi mình california nó khô không phải là nhiệt đới nhưng mà niềm đam mê lẽ đương nhiên cũng có nhà nhãn thì tôi thấy nhiều, ha? Thì nhiều nhãn ra nhiều dạ. ha xoài không biết sao ta xoài xoài cũng có, cũng có nhưng mà nó họ trồng là bởi vì cái niềm đam mê cây kiện. À thưa quý vị, uh, bên cạnh đó đầu năm 2024 một chiếc phi thuyền sẽ đáp xuống bề mặt của mặt trăng made in USA. Điểm đáng chú ý đó, NASA cơ quan không gian của Hoa Kỳ đã thì họ chính phủ Hoa Kỳ không có tài trợ cho những cái chuyến mà mạo hiểm hay là lên uh, mặt trăng nữa bởi vì uh, Hoa Kỳ đã làm cái chuyện đó từ Trăm uh, sáu mấy rồi không cần phải làm nữa nghiên cứu hết rồi họ muốn đi xa hơn lên tới uh, hỏa tinh Mars uh, tuy nhiên đây lại là một công ty tư nhân và họ đã phát triển thành công cái kỹ thuật cũng như đưa cả một chiếc phi thuyền lên bề mặt của mặt trăng câu hỏi đặt ra là khi nào thì chúng ta sẽ thấy Ngọc Lan livestream từ mặt trăng về cho khán giả ở Little Star TV và like và Facebook yeah. một cái vé một niềm đi là... ước mơ mà Ngọc Lan nói sẵn sàng nếu mà có cái vé an toàn ừ. để cho em đi thì em đi liền road trip nha chứ không quan quay chiếc đẹp chúng tôi mời quý vị theo dõi thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo tạm chia tay với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh chị vào tuần tới hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai road trip nữa Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Gọi ngay Mango Tools 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Thảo Yên, Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay thời tiết rất là êm ả à trong mấy ngày nay Thảo Yên. Vâng. <laughs> không biết em ả à, của anh là như thế nào chứ em thấy sao mà nó bình thường thấy ông mà ông gió khỏi lạnh quá trời yeah, buổi tối lạnh đổi. quá quý vị ơi sáng ừ. sớm dậy lạnh lắm à, hôm nay đó thì cao <laughs> nhất cũng có 65-66 độ thôi họ còn nói là buổi sáng hôm nay đó trước 12 giờ trưa sẽ có mưa nhỏ nhỏ ừ. nữa À, mây mù. Dạ à, vâng, mây mù lắm. À, với lại tối nay xuống còn có bốn mươi mấy độ coi như là ba ngày liên tục hôm nay thứ sáu với thứ bảy là có tối có 47, 48 độ thôi rất là lạnh. Phải gần đến cuối tuần đó ừ. nhiệt độ mới thấy là lên được đâu bảy mươi mấy rồi buổi buổi tối được 50, 54 độ là ấm hơn được một tí, chứ còn từ đây đến uh, thứ 6 là vẫn còn rất là lạnh thôi quý vị. À, nhưng mà cái nhiệt độ trung bình vào ban ngày đó quý vị phải cộng thêm 5 6 độ nữa thì nó chính xác hơn bởi vì nếu mà đứng ở trong mát thì có thể nhiệt độ nó nó mát lạnh nhưng mà đi ngoài nắng thì cho nên nhìn vào xe chúng ta thấy cái nhiệt độ nó vẫn cao hơn cái nhiệt độ trung bình mà chúng tôi gửi đến quý vị mỗi ngày. Thị trường tài chính ngày hôm nay điểm lần đầu tiên Dow Jones đã lên tới mức ngưỡng cao nhất từ trước tới giờ đặc biệt là trong năm 2023 ngày hôm nay. 35.745 điểm tăng thêm 315 điểm nữa. Có nhiều lý do lắm. Với một phần đã có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất là nền kinh tế của Hoa Kỳ trong 3 tháng vừa qua khủng khiếp luôn. Lên trên 5%. Người ta nói cứ cứ đoán là có thể suy thoái nhẹ cái chữ suy thoái nhẹ này có nghĩa là họ nói rằng đáp soft landing suy thoái mà nó, nó vừa phải thôi có nghĩa là họ nghĩ rằng có thể trong tam cá nguyệt vừa qua đó là nếu mà diễn ra những cái sự đột biến chúng ta thấy là trong tháng 10 đó, thị trường nó rớt quá trời luôn nhưng mà rồi nó bước sang từ đến cuối tháng 11 thị trường nó lại lên cao bởi vì sao lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống. Cho nên là ngày hôm nay có hai bản tin một mặt đó nền kinh tế Hoa Kỳ lại tiếp tục tăng trưởng tốt đẹp nhưng mà may mắn ở đây tăng như vậy trên 5% nhưng mà lạm phát lại đi xuống. Và điều này có nghĩa là quỹ dự trữ Liên bang có thể sẽ giữ nguyên quyết định không tăng lãi suất nữa và thậm chí còn cắt nữa. Ừ. Và điều này đã giúp cho giới đầu tư lại nhảy vào mua ngoại trừ Nasdaq. Nasdaq những cổ phiếu về công nghệ đó vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng vì bên phía Trung Quốc. À Dow Jones lên 318, Nasdaq xuống 63, S&P 500 lên 2 điểm công trái phiếu 10 năm hôm nay còn 4,32%. Và khi nói đến công trái phiếu 10 năm thì lại có tin liên quan tới các phân lời địa ốc và mua nhà vân vân họ nói rằng là số nhà pending home sales pending có nghĩa là có người à, hai bên đã thỏa thuận mua bán rồi bây giờ tiền đặt cọc đưa vào esco chuẩn bị làm giấy tờ chưa xong nhưng mà khuyên hướng là sẽ xong á cho nên họ gọi là pending cho nên quý vị đi vào mua nhà và thấy có chữ pending có nghĩa là ồ cái chuyện đó là khó lòng mà quý vị đã mua được căn nhà đó lắm ngoại trừ nó for out có nghĩa là vì lý do nào đó à hai bên uh, có một cái vấn đề nào đó cái người mua rút ra hoặc người bán rút ra thôi chứ còn khi mà chúng ta đã mượn nợ được rồi bởi vì trước khi quý vị mua căn nhà đó quý vị phải có một cái gọi là uh, mượn nợ trước để bảo đảm là ngân hàng nói ô nếu quý vị mua cái nhà đó với giá đó thì chúng tôi đồng ý với mức lương của quý vị với cái tiền quý vị đao 20% vân vân tôi đồng ý cho quý vị mượn thì cầm cái cái, tiệ, cái cái approval của ngân hàng cái sự chuẩn thuận của ngân hàng rồi đi kiếm nhà thì người chủ thấy cái đó thì họ đồng ý bán thì cho nên cái nhà đã gọi là pending home sale nhưng mà cái con số của tháng 10 đó nó giảm ở mức thấp nhất tính từ năm 2001 tức là cái cơ quan về địa ốc hiệp hội địa ốc quốc gia đó à, theo dõi từ năm 2001 đến giờ thì cái số pending home sale bán ra nhưng mà đây là tính trung bình trên toàn quốc 50 tiểu bang của Hoa Kỳ chứ không phải là ở California. California cái tình trạng này bây giờ không có nhà để bán nữa, cho nên đó là cũng là một cái vấn đề và thậm chí nhiều tiểu bang khác chẳng hạn như Massachusetts, nơi mà có nhiều người dọn vào nhiều nhất đó thì nhà cũng vô cùng hiếm hoi ở Cambridge Massachusetts vân vân hoặc là ở trên vùng San Francisco hoặc là những những nơi nào mà ổn định tốt thì vẫn cái số nhà không có để bán Nhưng mà đây là tình trạng mà nói rằng Còn tệ hại hơn nhiều năm trước nữa Một phần á Là có thời gian Quý vị mượn nợ lên tới 8% Trong cái bản tin quý vị Mortgage rate in October Cái okay, phần lời địa ốc của tháng 10 Nó lên tới 8% Làm giảm ảnh hưởng Đến việc mua bán nhà cửa Giá dầu hôm nay xuống 42 cent Nhưng vẫn ở mức hôm qua lên rất mạnh Bởi vì uh, các quý um, quốc gia sản xuất dầu hỏa họ quyết định cắt giảm cắt giảm dầu và đẩy cho giá dầu lên 77 .45 đồng 45 sen à, vàng xuống gần 10 đồng 2037 vẫn ở mức cao 2037 đồng 20 sen một cho ounce và thưa quý vị, vào ngày hôm qua ở thành phố Akron, tiểu bang Ohio à, diễn ra cái phiên tòa xét xử 6 người cảnh sát trong một cái vụ mà nổ súng bắn chết một người thanh niên gốc Phi Châu vào năm ngoái đó à, và bồi thẩm đoàn ở đây đã chính thức đưa ra cái phán quyết là cả 6 người cảnh sát này không có tội trong cái vụ nổ súng bắn chết người thanh niên này. Thì à, đây là Jalen Walker thưa quý vị cái vụ này chúng tôi đã từng tường trình rồi đó là vào tháng 6 năm ngoái anh Walker này đó ảnh à, vào lúc chiều chiều khoảng đâu 6 7 giờ chiều đó ảnh đang lái xe uh, trên đường thì bị một xe cảnh sát uh, muốn bắt ảnh lại tại vì cái bảng số xe đó bị giống như là xịt một cái lớp gì lên uh, cảnh sát lái phía sau mà không đọc được cái bảng số xe à, thay vì dừng lại thì anh ảnh không có dừng ảnh cứ tiếp tục ảnh bỏ ảnh chạy thì thế là ngay lập tức cảnh sát rượt theo thì đây là những cái hình ảnh mà phía cảnh sát bây giờ tại vì sáu người nổ súng rồi cái chuyện này nó quá lớn cho nên là phải đi ra tòa thì có hồ sơ từ tòa án cho thấy là trong lúc mà cái xe cảnh sát đầu tiên đang rượt ảnh đó thì họ có gọi về uh, gọi xin bác cấp tại vì họ nói là nghi phạm đó đã nổ súng bắn vào xe cảnh sát thì thế là à, cuối cùng tổng cộng 4 xe rượt theo cái xe của Walker với 6 người cảnh sát thì họ rượt một hồi họ đã giống như là dồn ảnh vào đường cùng ảnh không có chạy được nữa thế là ảnh nhảy ra khỏi xe thì bây giờ đó cái à, hồ sơ từ phía tòa án nói và à, cả những người cảnh sát này khi mà họ rượt theo bằng chân đó thì có được hình ảnh từ cái body camera của cảnh sát cho thấy thứ nhất là chuyện xảy ra là vào một cái ngày mùa hè tháng 6 rất là nóng ở Ohio thế nhưng anh này đó ảnh vừa nhảy ra một cái là trên mặt của ảnh ảnh đeo một cái loại họ gọi là ski mask ừ. giống như là cho người đi trượt tuyết đó thưa quý vị là cảnh sát họ đã sợ rồi và đặc biệt khi mà ảnh bỏ ảnh chạy như vậy đó cảnh sát liên tục kêu là ngừng lại giơ tay lên tại vì lúc đầu đó là cái xe đầu tiên xe cảnh sát đầu tiên họ đã nói là ảnh nổ súng nhưng mà ảnh vẫn không có ngừng lại ảnh tiếp tục ảnh chạy và trong khi mà ảnh đang chạy ảnh quay người trở lại và cái tay của ảnh đó ảnh thọt vào trong cái túi áo thì phía cảnh sát lúc đó họ đâu có biết là ảnh có cầm theo cái cây súng lúc đầu theo hay không thì lập tức cả sáu người cảnh sát họ ngừng lại và họ nổ súng. Chỉ trong vòng có 6.7 giây thôi thưa quý vị, họ nổ tổng cộng 96 phát súng. Và uh, cái um, và cái, cái chính về cái cái chuyện mà trong cái thời gian quá ngắn mà nổ súng quá nhiều như vậy mới dẫn đến cái việc truy tố. À uh, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại tiếp tục phần thường trình trên trình này. kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thư Chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Vâng thưa quý vị, à, lúc nãy trước phần quảng cáo thì à, chúng tôi đang tường trình lại cái vụ án mà 6 người cảnh sát nổ súng bắn chết một thanh niên gốc Phi châu đó. Thì à, à, thứ nhất là bởi vì có cái cái report của cảnh sát là anh này trong lúc anh bỏ chạy anh đã nổ súng về phía cảnh sát và khi mà cảnh sát rượt đó thì ảnh à, thứ nhất là chống lại cái lệnh không ngừng rồi không giơ tay cho cảnh sát xem. À, chính vì vậy cho nên là lúc mà ảnh thọt cái tay vào trong túi áo đó thì cảnh sát họ bắt buộc họ phải nổ súng liền ngay lập tức thì à, 6 người nổ chỉ trong vòng chưa đến 7 giây nữa thôi quý vị, 96 phát đạn. à Thi thể của anh này đó khi mà giảo nghiệm tử thi dính 46 phát à, và cuối cùng khi mà ảnh dính đạn ảnh nằm xuống rồi đó cảnh sát họ đến gần họ xem Thì họ ghi trong cái bản báo cáo thì lúc đó trên người ảnh lại không có súng à, Chính vì như vậy lúc ban đầu đó thì phía gia đình rồi đương nhiên là họ phẫn nộ họ nghĩ là cảnh sát vì kỳ thị chủng tộc rồi dùng bạo lực vân vân nhưng mà trong cái report mà bây giờ ra tòa luôn đó thì trong xe anh này thật sự có cây súng và đương nhiên cảnh sát họ phải làm giống như là thu thập bằng chứng thì cho thấy là cái cây súng đã có nổ nên đã có bắn đạn ra nó trùng khớp với những gì mà cảnh sát họ gọi lúc ban đầu. chính vì tất cả những cái tình tiết như vậy cho nên là phía bồi thẩm đoàn họ nói rằng 6 người cảnh sát này mặc dù bắn nhiều bắn lạ nghe thì nó, nó 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 hơi giống như là quá mức nhưng mà trong cái tích tắc đó cảnh sát thật sự họ không biết được là anh này ảnh có uh, cầm súng ra ngoài hay không nếu như họ không nổ thì có thể ảnh bắn lại thì còn 6 người cảnh sát này sẽ chết cho nên chính vì vậy mà họ uh, bồi thẩm đoàn không có kết án uh, ai trong số này thì ngay lập tức phía gia đình của Walker đó uh, đã phẫn nộ và chỉ trích cái phán quyết này của tòa án trong cái đó có một bản tin liên quan đến đời sống để cho thấy rằng ở tại Hoa Kỳ này trở thành một trong những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới thưa quý vị và xếp hạng trên danh sách các thành phố bởi vì à, những người di dân đến à, nước Mỹ thực sự thì họ cũng lại muốn tập trung đến những cái thành phố đông dân cư nơi đã có truyền thống về di dân từ trước tới giờ đây là danh sách trên uh, trang mạng uh, yahoo finance đưa ra để cho thấy có nhiều cái biến động liên quan đến số người di dân và đồng thời tình trạng sau covid lạm phát và vấn đề uh, càng có nhiều di dân đến ở đó và đời sống càng ngày càng thăng tiến lên nó bao gồm dịch vụ về đời sống về con người nhân sinh nhưng mà đồng thời nó cũng nâng cái giá cả để sinh sống ở nơi đó. Bởi vì đất chật, người đông thì không thể nào mà rẻ được hết thưa quý vị. Đây là bảng danh sách để cho thấy rằng Los Angeles New York New York thì chúng ta cũng biết từ xưa tới giờ nó đắt rồi, cái điều không có lạ. Nhưng mà Los Angeles ngày hôm nay vượt qua mặt San Francisco để trở thành một trong những thành phố đắt đỏ khó sống nhất trên thế giới này singapore vẫn number one đất chật người đông đúng có chút xíu thôi mà người ta bởi vì có nhiều cơ hội để sống ở đây mặc dù nó đắt đỏ nhưng mà có việc làm thì nhưng mà nếu mà so sánh ra cái giữa cái tiền lương với cái tiền chi phí về đặc biệt bao gồm nhà ở Singapore vẫn còn được cái là cái chuyện di chuyển rất là dễ dàng thưa quý vị Nghĩa là hệ thống uh, giao thông công cộng Chứ còn ở Los Angeles thì còn mệt mỏi hơn nữa New York thì còn đỡ Thì đây là danh sách đồng hạng với Singapore là Zurich, Thụy Sĩ Geneva, Thụy Sĩ luôn Zurich, Geneva xếp uh, Bởi vì Singapore và Zurich xếp đồng hạng Cho nên cái thành phố kế tiếp sẽ là hạng 3 New York xếp đồng hạng với Geneva ở hạng 3. Rồi sau đó mới đến Hồng Kông là hạng 5. Los Angeles hạng 6. Và quý vị nhìn xuống San Francisco cô rớt xuống hạng 10. À Paris, Paris xếp hạng 7. Cái điều cũng hơi ngạc nhiên bởi vì nó còn trên cả Tokyo nữa. Copenhagen à, hạng 8 Tel Aviv hạng 8 và có thể là họ nói đó Tel Aviv là thủ đô của Do Thái đó bây giờ thì từ thời ông Trump thì họ dọn về Jerusalem và tòa đại sứ Hoa Kỳ bây giờ đặt ở, ở Jerusalem nhưng mà Tel Aviv thành phố lớn tập trung người đông hẹp hạng 8 đây là thời điểm xếp hạng chưa tính đến cuộc chiến tranh giữa Hamas với người do thái cho nên bảng xếp hạng này có thể sẽ nhích lên và vượt qua Paris Chang họ nói đang chờ đợi có thể trong năm 2024 sẽ xếp hạng điểm đáng chú ý trong cái bảng xếp hạng này để chúng ta tìm hiểu về cái việc mà bởi vì trong đó có thành phố ảnh hưởng tới California và nước Mỹ nữa à, hai thành phố trong 10 thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ là Los Angeles và San Francisco Damascus Damascus là thủ đô của Syria. <laughs> Từng nằm trong cái bản tin mà trong cái thời chiến ISIS đó, chúng ta nghe nói rất nhiều và cuộc nội chiến giữa lực lượng quân đội của Al Assad, tổng thống Syria cùng với um, lực lượng Freedom tức là người, các chiến binh chống lại uh, Al Assad đó. Thì cho bên bản tin Syria chúng ta nhớ đó, cách đây vài năm khi mà lực lượng Hoa Kỳ phối hợp luôn với cả Nga nữa, và thế giới để tiêu diệt ISIS á, Damascus bị tàn phá, kinh khủng luôn, ISIS vào tới đây tàn phá. Nhưng mà năm nay đó, Damascus mặc dù có cái đời sống à, lạm phát lên tới 321%, nhưng Damascus lại là thành phố rẻ nhất thế giới một đô la vào đây có thể ăn được một bữa ăn. À. Mexico, Santiago de Querétaro và Ecuacaliente là trở thành một trong những thành phố tự nhiên thăng tiến lên. Lý do Mexico trong thời gian qua hưởng lợi rất lớn, thưa quý vị, là một đối tác với Hoa Kỳ và an toàn nhất đối với hoa kỳ và vì thế khi xảy ra cái vụ tranh chấp mậu dịch rồi vấn đề chiến tranh lạnh với trung quốc thì hoa kỳ lại sẵn lòng làm việc với người láng giềng của mình mexico và từ đó chúng ta thấy trong suốt cả một hai năm trời vừa qua đó hàng hóa mexico vào mỹ rất đông công ăn việc làm càng ngày càng thăng tiến một câu hỏi đặt ra là tại sao những người dân không chọn ở lại Mexico? Thực ra nó cũng có cái điều cái khó khăn. Họ nói đã đến Mexico rồi thì thôi còn có một thời gian, có một cái đoạn đường ngắn thôi tới Mỹ thì tại sống tới Mỹ luôn. Đó là lý do mặc dù Mexico công ăn việc làm tốt và lương thăng tiến nhưng mà người dân vẫn tiếp tục như là chuyển sang Hoa Kỳ này. À, Japanese à, Tokyo ngày hôm nay ông bạn tôi đến đây và ngạc nhiên vô cùng hàng chúng tôi để ý đó món ăn thực phẩm lạm phát không tăng ấy vậy mà cái đồng yen nó lại giảm rất là thấp so với đồng đô la và vì vậy quý vị du khách mỹ mà tới nhật bản bây giờ đó khi mà chúng ta đã trả những cái món ăn ở quận cam ở los angeles nhiều như thế rồi tới nhật ngày hôm nay ngạc nhiên vô cùng rẻ thưa quý vị những món ăn ngày xưa mình tưởng đến Tokyo là đắt đỏ, bây giờ so sánh với Los Angeles là thua. cho nên trong danh sách trước đây Tokyo từng nằm trong danh sách đắt đỏ nhất thế giới, bây giờ rớt xuống ra khỏi uh, 10 hạng luôn mà thậm chí rớt xuống tới hạng hai uh, mươi ba, rớt tới hai mươi ba điểm. còn hạng thứ sáu mươi và đó là một trong những cái danh sách liên quan đến uh, mạng đời sống trên toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình Và thưa quý vị, uh, trong khoảng thời gian này thì uh, công ty Airbnb được biết là đang vướng vào ba cái vụ kiện do gia đình của những uh, khách hàng mà thuê những cái căn nhà uh, Airbnb họ list đó, nhưng mà lại uh, bị chết bởi vì trong những cái căn nhà này Airbnb không bắt buộc chủ nhà phải gắn những cái uh, smoke detector là cái gì anh? Cái máy à, à, mấy, kiểm soát khói. À, máy à, kiểm soát khói độc đó quý vị. Và những người này bị chết vì ngộ độc tháng khí khi mà ừ. đang ngủ. Thì à, à, chính vì cái chuyện mà có à, đơn kiện như vậy đó, NBC News họ đã à, đi điều tra. Thì họ được biết là đây không phải là những cái vụ đầu tiên mà thật sự Airbnb đã bắt đầu bị kiện cái vụ à, đầu tiên hết xảy ra là năm 2014 thưa quý vị một công dân Canada thuê một cái căn nhà Airbnb ở tại Đài Loan và bị à, chết do ngộ độc tháng khí thì từ lúc đó là có một cái vụ đầu nhưng mà cho thấy là từ 2014 cho đến bây giờ là đã 10 năm rồi Airbnb vẫn không bắt buộc các chủ nhà mà đặc biệt là ở những cái quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ phải gắn những cái à, máy à, kiểm tra tháng khí như vậy. Thì được biết là những cái vụ mà bị ngộ độc tháng khí chết đó, mỗi năm vẫn tăng ở tại Hoa Kỳ này từ năm 2000 xin lỗi quý vị 2012 cho đến 2019 mỗi một năm đều tăng hết mà đặc biệt là ở những cái tiểu bang mà lạnh mùa đông người ta phải mở máy hít nhiều đó quý vị à, chính vì vậy à, khiến cho quốc hội vào năm 2020 đó đã phải ban hành cái luật bắt buộc tất cả các tiểu bang khi mà những cái công ty xây dựng uh, apartment hay là những cái nhà mà uh, nhiều nhiều người ở đó là bắt buộc phải có gắn còn những cái căn nhà mà single house đó thì đương nhiên uh, khi mà xây lên là phải có rồi uh, thì có thấy là sau khi mà quốc hội ban hành cái luật chung như vậy liên bang đó thì những cái vụ mà chết vì ngộ độc tháng khí nó không còn tăng nữa mặc dù nó vẫn có nhưng mà không có tăng đều 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 nữa thì quay trở lại cái vụ của Airbnb thưa quý vị à, từ năm 2014 xảy ra cái vụ đầu tiên và bắt cứ liên tục bị chết như vậy. Đặc biệt à, phía à, NBC họ phát hiện là những cái quốc gia sau đây những cái vụ chết vì thán khí khi mà thuê nhà Airbnb chết nhiều đó là ở Mexico, Brazil, Colombia, Chile, à, Trung Quốc và Đài Loan. À, chính vì vậy mà phía Airbnb thì có thể thấy là những cái chủ nhà mở quốc tế đó họ giống như họ bỏ mặt, coi như là khách hàng phải tự bảo vệ à, chính mình thì khi mà bị chỉ trích và vướng nhiều cái vụ kiện như vậy đó thì phía uh, NBC họ phát hiện là từ năm 2015 đó cho đến năm 2021 Airbnb đã bị tổng cộng 19 cái vụ bị chết như thế này ở bên ngoài Hoa Kỳ và tất cả 19 vụ này đó Airbnb họ đã dùng tiền để giải quyết để mà không phải ra tòa nhưng mà bây giờ vẫn còn 3 vụ là họ chuẩn bị họ ra tòa thì có thể thấy là họ cũng thấy họ phải đền tiền nhiều cho nên là từ năm 2018, Airbnb họ có một cái chiến dịch đó là họ gửi đến các chủ nhà mà giống như là đăng lâu năm với lại giống như là có nhiều khách ở những cái quốc gia mà nhiều khách du lịch đó, họ gửi cho một chủ nhà mỗi một chủ nhà một cái máy thôi thưa quý vị, mặc dù là nhiều khi họ thuê nguyên cái căn nhà nhiều phòng nhưng mà có một cái máy uh, detector uh, cho có thì tổng cộng họ đã tự gửi ra 4 triệu cái như vậy nhưng mà họ vẫn không bắt buộc các chủ nhà thì bây giờ phía cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Hoa Kỳ đó họ khuyến cáo là nếu như mà quý vị thường hay đi du lịch ra ngoại quốc mà thuê nhà Airbnb thì có thể xem đây là một trong những cái mà um, cố gắng của Airbnb đó là khi quý vị xem căn nhà này có những cái gì đó thì họ có ghi ở trên đây nếu như mà không có gắn uh, smoke detector thì giống như trong hình đó, họ gạch ngang qua thôi quý vị. Tại vì khi mà đăng lên như vậy thì giống như cái chủ nhà này họ phải chụp mỗi một tấm hình rồi họ nhắm fill out giấy tờ nhưng mà cũng có những căn nhà là thấy có gắn nhưng mà chủ nhà lại không có maintain then cho nên là vào năm ngoái đã có một cái vụ ba người Mỹ bị chết thưa quý vị khi mà thuê một căn nhà mà không phải ở ngoại quốc ở Hoa Kỳ này ở tại uh, Seattle uh, có gắn mỗi một phòng có gắn nhưng mà chắc bị hư mất đâu rồi không biết để cho người ta ngủ rồi bị ngộ độc tháng khí mà chết thì đây là một trong ba cái vụ kiện mà Airbnb đang đối diện ghê quá làm sao mình muốn một căn nhà mình biết trước đó có người chết Thưa quý vị, ngày hôm qua, liên tục trong mấy ngày đây chúng tôi gửi đến quý vị tin tức từ Trung Quốc về cái dịch bệnh họ nói là do một loại vi trùng ảnh hưởng tới phổi, chứng bệnh viêm phổi, đặc biệt là nơi trẻ em. Ngày hôm nay thì trên mạng đời sân họ có hình ảnh của CCTV, cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc ghi nhận được quay cảnh ở bên trong thì đây là những cái thông tin mà đài truyền hình họ loan tải nhưng mà loan tải với một cái thông tin nó giống như là chẳng có gì để đáng quan tâm cả. Thế nhưng nhìn trên đường phố thì chúng ta thấy là nhiều người ngạc nhiên vô cùng, đặc biệt là ở các tỉnh xa không bị ảnh hưởng đó. bởi phần lớn những cái vụ viêm phổi này tập trung ở tỉnh hồ bắc ở phía đông của bắc kinh ở tại thành phố Bắc Kinh, rồi ở Liêu Ninh và một số các tỉnh thành khác nữa. Nhưng mà tập trung phần lớn là ở thủ đô. Thì họ nói rằng trong mấy ngày qua đi ra vào đường phố thì họ lại nghĩa là hoảng lập một lần nữa. Cứ làm việc đi làm mà nơm nớp lo sợ bởi vì ai cũng mang khẩu trang. Rồi những cái lệnh kêu gọi nếu mà con em mà bị bệnh đó thì không có nên đưa đến bệnh viện vào thời điểm này. Mà nên cách ly ở nhà nếu như em không có rơi vào cái tình trạng gọi là hôn mê vân vân. Nhưng mà khổ nỗi đó. Phụ huynh rất là sợ. Hãy mà con mà hơi bị sốt một cái là đưa tìm cách đến. Nhưng mà đến thì chỉ có đứng chờ ở ngoài thôi chứ không có làm gì được cả. Ngày hôm nay bản tin nói rằng trong 48 giờ vừa qua đó thì nhà cầm quyền Trung Cộng đã ra lệnh cho các giới chức chính quyền địa phương là tuyệt đối không được loan tin bất cứ cái chuyện gì xảy ra mà nếu như người dân có hỏi đó điều này có nghĩa là cũng đưa lệnh xuống cho báo chí đài phát thanh truyền thông vân vân đã đương nhiên trực thuộc cái quyền kiểm soát của nhà cầm quyền của trung ương rồi bộ thông tin văn hóa rồi cho nên họ nghe chỉ thị thì mặc dù có người chết hay là người bệnh gia tăng như thế nào đó hoặc là có những cái nghi vấn đặc biệt là nghi vấn liên quan tới việc mà kiểm soát máu thử máu và thấy có bất cứ một cái loại siêu vi khuẩn nào đó tương tự như Covid-19 thì tuyệt đối không được loan nếu không được sự chấp thuận của Trung ương Bắc Kinh đưa ra đây là lệnh đã được đưa chuyển xuống cho các giới chức. Và điều này để cho thấy rằng cái sự bưng bít thông tin thứ nhất. Thứ hai là Trung Quốc hiện nay bản tin, theo bản tin nói rằng đó, tìm cách ém nhẹm sự thật một lần nữa thưa quý vị. Họ không muốn cho thế giới và kể cả người dân Trung Quốc sợ hãi nữa. Đây là bản tin ghi nhận được. Trung Quốc ra lệnh bởi vì họ nói rằng cái mystery pneumonia cái bệnh viêm phổi hiện nay nó vô cùng kỳ lạ. Nó không phải đến từ cái loại vi trùng bình thường mà chúng ta thấy khi mà cái bệnh viêm phổi nó, nó xảy ra rất là ít. Lẽ đương nhiên là trong mùa cốm, mùa lạnh thì có người bệnh. Nhưng mà nó không có lan một cách khủng hoảng như ở Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là trẻ em. Có trường hợp 7.000 mỗi ngày nhập vào các bệnh viện khiến cho tình trạng quá tải. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng Chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức từ Trung Quốc và đây là cái tựa đề để cho thấy rằng nhà cầm quyền Trung cộng ra lệnh yêu cầu tất cả các giới chức y tế và chính quyền địa phương downplay có nghĩa là làm nhẹ đi cái tình hình gọi là khẩn cấp. Ở Mỹ này mà xảy ra cái chuyện này là ồ oh, chúng ta nghe ầm ầm làm tin báo đủ hết mọi chuyện là thậm chí trường học cho các em nghỉ học luôn. Nếu xảy ra một cái biến động mà liên quan tới một lúc cả lớp mấy chục đứa nó nghỉ nó hết bởi vì bị bệnh viêm phổi chưa bao giờ thấy xảy ra ai cũng biết là đồng ý là vào mùa đông thì dễ bị cúm rồi cúm mà nặng không hết thì viêm trong trường hợp này đó không phải là bị cúm mà tự động là các em bị viêm phổi hết luôn phía nhà kiểm quyền trương cộng chỉ nói ô oh, đây là chuyện cướm thông thường báo cho tổ chức y tế thế giới họ cũng giám sát nhưng mà nếu mà họ không có thông tin từ nhà cầm quyền thì họ cũng đâu có làm được gì đâu à, thậm chí đây là những cái tin tức được đưa ra đó là không được loan tải những cái tin tức thậm chí có người nói rằng có những trường hợp mà nhiễm bệnh của các em không khác gì covid thế nhưng cho đến giờ phút này đó bởi vì cái chuyện bưng bít thông tin không biết là có bao nhiêu em đã tử vong bởi vì nếu mà không được chữa trị ngay lập tức mà đứng chờ ở ngoài có trường hợp 24 giờ đồng hồ đó, ở ngồi ở ngoài đường đó, trong cái thời tiết giá lạnh bây giờ ở Bắc Kinh. Đây để cho thấy rằng là thậm chí họ nói rằng người nhiều người dân họ nói social distancing và bây giờ đang chờ đợi, thậm chí những kẻ nào mà quay video đưa lên YouTube đó là bị cấm đoán và có thể bị bắt bởi vì cái gán vào cái tội loan tin đồn thất thiệt nhà cầm quyền hiện nay tìm cách ém nhẹ làm giảm cái ảnh hưởng liên quan tới cái trường hợp mà chúng ta chỉ biết nó là bệnh cúm hoặc là bị viêm phổi nơi trẻ em là phần lớn và thưa quý vị vào tối ngày hôm nay ở tại tiểu bang Georgia thành phố Alpharetta sẽ diễn ra một cái buổi tranh luận đặc biệt giữa hai ông thống đốc thống đốc Florida cũng là ứng viên tổng thống năm tới Ron DeSantis và ông thống đốc của California Gavin Newsom à, Cái buổi tranh luận này sẽ diễn ra Trong vòng 90 phút Và do Sean Hannity à, điều hợp Thưa quý vị Thì cái lý do tại sao lại có Cái buổi tranh luận như thế này Thì à, Đầu tiên đó là vào tháng 9 năm ngoái uh, ông Newsom đó thưa quý vị, ổng là người đầu tiên ngỏ lời thách thức để Santos là có dám uh, giống như là tranh luận với ông về mm. nhiều vấn đề quý vị cũng thấy rõ ràng đây là hai cái tiểu bang đi hoàn toàn ngược hướng với nhau và cái chủ đề của cái buổi tranh luận này cũng gọi là the red versus blue state debate nữa. Uh, thì từ bắt đầu cái thời mà đại dịch là chúng ta đã thấy uh, hai phía uh, hai cái chính quyền này đã đi ngược hướng với nhau rồi. Uh, California thì tìm mọi cách là giống như là giãn cách rồi đeo mask trong khi phía Florida, các tiểu bang cộng hòa đó thì họ vẫn thả cửa, họ không có làm gì hết uh, đối với cái chuyện mà đối phó với đại dịch rồi sau đó bắt đầu qua tất cả những cái vấn đề khác từ di dân đến giáo dục rồi uh, vấn đề LGBTQ thì California với Florida vẫn là đối đầu với nhau thì khi mà ông Newsom ổng đưa lời thách thức như vậy đó nhưng mà ổng lại muốn là à cái điều hợp là phải do một người uh, host của CNN uh, uh, điều hợp cho nên khi đó ông De Santis ông đâu có ngu mà ông nhận lời thưa quý vị và đến năm nay tháng 6 thì phía uh, Sean Hannity lại nhắc lại cái chuyện này một lần nữa và ông Sean Hannity ông nói là lần này sẽ do ông điều hợp thì phía uh, De Santis đã vào tháng 8 đã nhận lời thì quý vị thấy rõ ràng cái lý do mà tại sao De Santis nhận lời bởi vì ông đang là ứng viên tổng thống và trong khoảng thời gian mấy tháng nay đó ổng bị sụt điểm quá yeah. nhiều thì ổng phải nhân cái cơ hội này ổng lấy lại lòng tin của cử tri cộng hòa rồi ông Nêu thì rõ ràng mặc dù là năm 2024 này ổng tuyên bố ổng không ra tranh cử nhưng mà ổng đã không hề che giấu cái tham vọng là sau cái năm 24 này có thể 4 năm tới nữa ổng sẽ ra và chúng ta đã thấy trong vòng 6 tháng vừa qua đó ổng đã giống như là có những cái uh, những cái biểu hiện rõ ràng là ra ngoài cái 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 vai vế ừ. của một người thống đốc rồi bước ra các diễn đàn quốc tế rồi vân yeah. vân cho nên cũng chính vì vậy ổng muốn nhân cái buổi này ổng à, muốn lấy điểm với các cử tri cộng hòa ổng muốn cho thấy là cái đường hướng của ổng bây giờ ổng không muốn làm một cái giống như là một cái vị thống đốc mà Quá à, dân chủ nữa ổng sẽ cho mọi người thấy Là cái đường hướng của ổng nó sẽ trung dung hơn chăng ừ. à, Cho nên bây giờ à, tối ngày hôm nay à, Cái buổi debate này có vẻ là Rất là thú vị cho nên yep. là Chúng ta sẽ cùng nhau coi nha quý vị Thôi sẽ thôi đoán thử của ai thắng Không thắng nhưng mà em muốn xem Coi là ông hai ông này sẽ đốt chát Với nhau như thế nào <laughs> Tôi nghĩ chắc xem Sanctus chết với đại gà Nêu sầm lắm, sầm hay lắm quý vị ơi Ông nói chuyện ông nói huyên thuyên luôn cho nên là chỉ cần đưa ra một cái điểm mà đúng vào cái lập trường mà để cho thấy rằng giữa hai tiểu bang số lượng người phát triển và ngày hôm nay họ nói Miami nó cũng không khác gì như là ở San Francisco hoặc là Los Angeles có thể trở thành trung tâm tài chính thay vì người ta từ California cũng có người sang Florida đó, yeah, rất đông cộng đồng ở đây nhưng mà trong các cuộc tranh luận vừa qua chúng tôi thấy đi yếu quá và ông ạ? À, cho nên đó mà khi mà đụng tới Gavin Newsom mà thấy với những cái phần trình bày của ông đó và trong vấn đề mà à, chính sách đối ngoại đó California hiện là tiểu bang có nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới luôn nữa à, chỉ xếp hạng thứ năm thứ sáu thôi quý vị xếp hạng thứ năm nếu như không tính à à hạng thứ sáu nếu như không tính Hoa Kỳ còn nó bỏ ra Nếu mà đứng riêng lẽ là một quốc gia đó là California có nền kinh tế vượt trội trong số 10 quốc gia trên toàn cầu nó chỉ là một tiểu bang thôi và có cái đường uh, biển nghĩa là có bất bao nhiêu hàng nhập vào California trong thời gian qua. Rất là thú vị, chúng tôi cũng chờ đợi để xem nhưng mà mình cũng đoán trước phần nào à về những cái chính sách nó khác biệt nhau lắm phá thai không phá thai di dân chống di dân dễ dàng cho các doanh nghiệp vân vân và nói đến doanh nghiệp thì ở hai nơi đều có Disneyland ngày hôm nay Disneyland tuyên bố chúng tôi còn nhiều chỗ để xây thêm một cái Disneyland nữa một cái một cái hình như như là khuyến cáo nói rằng ở à, nếu mà bên phía Florida mà gây khó dễ cho Disneyland á chúng tôi sẽ tiếp tục xây Disneyland và hiện nay đang lo có lên kế hoạch để tiếp tục bành trướng Disneyland ở Anaheim. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chiều nay lúc 5 giờ chúng tôi sẽ đề cập thêm về sự ra đi của ông cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ và một nhà chính trị lỗi lạc Henry Kissinger. Mời quý vị cùng theo dõi trong phần tin tức nổi bật. À, vào trong trang nhà Lê Lê tv com và nếu vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like và nếu chưa subscribe thì mong quý vị subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.